chân dung của những kẻ cả đời tự nhục. Phàm những gì của Mỹ và phương Tây đều tốt, phàm những gì liên quan đến Cộng sản là xấu, và Cộng sản làm gì cũng xấu, là câu cửa miệng của những thành phần bất mãn, chống phá và tự nhục về đất nước. Bản chất của vấn đề, đối với họ, đất nước đang được Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và họ không bao giờ thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nên phải nỗ lực tự nhục, tự ti, không bao giờ thừa nhận về sự phát triển đất nước và những điều tốt đẹp đáng tự hào về đất nước, dân tộc mình. Bởi đơn giản, cái họ muốn nghĩ, muốn thấy và muốn nhiều người cùng nghĩ, cùng thấy là những điều bịa đặt của họ về một đất nước Việt Nam đầy rẫy những bất công, tiêu cực, đói nghèo. Về cụm từ tự nhục không hề có trong bất kỳ bộ từ điển tiếng Việt chính thống nào, mà chỉ có trong một thời gian gần đây khi nó mới xuất hiện khá phổ biến trên các trang mạng xã hội, phản ánh trạng thái biểu hiện của một bộ phận người, tất nhiên là rất ít, trong xã hội luôn tự hạ thấp bản thân và quốc gia, dân tộc mình xuống, nhưng không phải để biểu hiện sự khiêm nhường, cầu thị, mà trái lại, vừa hạ thấp dân tộc mình vừa có xu hướng đề cao những giá trị ngoại, coi những giá trị ngoại lai mà chủ yếu là các giá trị phương Tây mới là chuẩn mực, là tiêu chuẩn phải hướng tới. Như vậy, tự nhục chính là một dạng tiêu chuẩn kép mà trong mắt những kẻ tự nhục, những gì thực tế về quốc gia, dân tộc mình luôn là xấu, là tiêu cực, ngược lại những gì ngoại lai luôn mỹ miều, tốt đẹp và được họ ca tụng hết lời. Nói về căn bệnh tự nhục mới được một số cây viết sưu tầm, tổng hợp trong các cuốn sách, bài viết bàn về thói hư tật xấu của người Việt. Phổ biến nhất, căn bệnh này luôn gắn với một số kẻ nhân danh, dân chủ, yêu nước, tiến bộ, nằm trong cộng đồng cờ vàng hải ngoại và đang có xu hướng lây lan sang nhiều thành phần cơ hội, bất mãn trong nước. Có thể nêu ra đây một số con bệnh mắc nặng chứng tự nhục như Nguyễn Đình Cống, Mạc Văn Trang, Nguyễn Thông, Chu Mộng Long, Đoàn Bảo Châu. Biểu hiện của căn bệnh này khá đa dạng, được cây bút Hoàng Thanh Trương tập hợp. Về cuộc trường chinh gian khổ của dân tộc Việt Nam để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, thì một số kẻ tỏ ra hoài nghi hoặc cố tình tỏ ra hoài nghi về tính chất tất yếu của cuộc đấu tranh đó và ý nghĩa lịch sử trong các chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta. Thậm chí họ còn cho rằng cuộc kháng chiến là không cần thiết, có thể tránh được, và đã đuổi đi một nền văn minh sau năm 1954 và nhất là sau 30 tháng 4 năm 1975. Thật không thể hiểu nổi. Nói về khoa học công nghệ, có những fanpage cả triệu like luôn ra giả luận điệu. Người chế tạo máy móc nông nghiệp ở Việt Nam toàn là nông dân. Nông dân chế tạo xe thiết giáp. Các giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học Việt Nam đang ở đâu? Người Việt Nam thì đến cái ốc vít cũng không làm nổi. Những nhận định mang tính tự nhục đó thực sự quá ấu trĩ, không phân biệt được đâu là phát minh sáng tạo, đâu là việc chế tạo và ứng dụng được các phát minh, nực cười vô cùng. Nói về thiên tai, khi xảy ra sự cố cháy rừng ở Hà Tĩnh, họ hô hào, trực thăng cứu hỏa đâu? Và rồi nhất loạt đổ lỗi, Cộng sản ăn hết tiền thuế của dân. Trong khi đó, vụ cháy nhà thờ Đức Bà ở Paris hay vụ cháy rừng diễn ra 2 tháng liền ở Úc, ở Pháp hay ở Cali đều sử dụng các công cụ, phương tiện cứu hỏa không khác gì Việt Nam, thì hạng người tiêu chuẩn kép lại pray for thật khó hiểu. Còn vô vàn các ví dụ về tiêu chuẩn kép và những điều tự nhục đến ngỡ ngàng, tự nhục vì đồng bào họ ăn thịt chó mà Hàn Quốc suốt ngày họ ca ngợi, cùng nhiều quốc gia khác, thịt chó được coi là một phần văn hóa ẩm thực, là quốc hồn quốc túy của các quốc gia này. Họ tự nhục vì Việt Nam không tạo nhạc rock and roll mà lại cố quên rằng nhã nhạc cung đình Huế, hát ca trù trong quan họ Bắc Ninh của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là giá trị văn hóa phi vật thể. Đó là niềm mơ ước của bao quốc gia dân tộc khác. Buồn cười hơn là với họ, những kẻ tự nhục, tất cả những gì còn khiếm khuyết, các thói hư tật xấu trong xã hội đều từ một nguồn gốc do Cộng sản mà ra, cái gì Cộng sản cũng xấu,